Vụ hóa đơn ghi phong bì cho đăng kiểm, lỗi do đánh máy. Nga phản ứng gì khi quan chức Ukraine đe dọa nhắm vào Tổng thống Putin? Thủy Tiên đáp trả gay gắt khi liên tiếp bị chỉ trích chuyện từ thiện. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày, ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính, nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Vụ hóa đơn ghi phong bì cho đăng kiểm, lỗi do đánh máy. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến vụ phong bì cho đăng kiểm trên hóa đơn gara ô tô. Kết quả xác minh cho thấy lỗi do phía gara đánh máy gây hiểu nhầm. Liên quan đến vụ việc, mạng xã hội đăng tải hình ảnh hóa đơn tạm tính cho khách hàng của một gara ô tô ở Hà Tĩnh, ghi các khoản tiền chi phí đăng kiểm, đặc biệt mục thứ hai trên hóa đơn có chi phí 1 triệu đồng kèm dòng chữ phong bì cho đăng kiểm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc xác minh làm rõ. Tại trung tâm đăng kiểm, qua kiểm tra, không có việc họ nhận tiền, hóa đơn tạm tính, đó là lỗi của kế toán lập nhầm và họ đã giải thích đầy đủ. Nếu có chuyện nhận tiền thì chúng tôi đã tiến hành khởi tố rồi. Căn cứ vào kết quả làm việc, chúng tôi thấy đây là lỗi hoàn toàn do phía gara. Việc này chủ gara và chủ phương tiện thống nhất chi phí dịch vụ thực tế. Một cán bộ điều tra cho hay, ông Bạch Duy Linh, đại diện gara BV Canada đóng tại số 29, ngõ 15, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tường trình. Ngày 10 tháng 5, chị P đưa ô tô mang biển kiểm soát 38D010 tới gara của ông để bảo dưỡng, sửa chữa. Do bận việc nên chị P đã thuê gara đưa xe đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3805D đóng tại xã Hương Long, huyện Hương Khê để đăng kiểm hộ vì đã đến thời hạn đăng kiểm. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, việc đăng kiểm ô tô thực hiện xong, ông Linh đã chuyển khoản, thanh toán 330.000 đồng lệ phí kiểm định và 1.410.000 đồng phí sử dụng đường bộ. Sáng ngày 11 tháng 5, kế toán Hoàng Thị Lài của gara BV Canada gửi hóa đơn tạm tính cho chị P là hơn 5 triệu đồng, bao gồm chi phí tiền công và chi phí đăng kiểm. Trong đó có mục ghi phong bì cho đăng kiểm 1 triệu đồng. Giờ kế toán Hoàng Thị Lài mới vào làm việc, chưa có kinh nghiệm nên đánh máy các nội dung phí dịch vụ trên hóa đơn gây hiểu nhầm. Nội dung dịch vụ phong bì cho đăng kiểm 1 triệu đồng là phần tiền công, chi phí ăn uống cho hai nhân viên của gara đưa phương tiện của chị P đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3805D cả đi và về là hơn 80 km. Chi phí dịch vụ này không liên quan gì tới trung tâm kiểm định, ông Bạch Duy Linh cho hay. Ngoài ra, ông Linh cũng giải thích, trên hóa đơn có nội dung tiền công đi đăng kiểm, tháo dàn chắn xe với số tiền 500.000 đồng là tiền công của gara bảo dưỡng, sửa chữa, tháo lắp dàn chắn xe, dịch vụ này cũng không liên quan đến trung tâm đăng kiểm. Cũng theo ông Linh, sau khi nghe các bên giải thích, phía chủ phương tiện đã đồng ý thanh toán số tiền theo đúng hóa đơn tạm tính. Tôi thấy vì sai sót trong vấn đề quản lý của gara đã dẫn đến sự việc làm ảnh hưởng đến uy tín của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3805D. Tôi cam kết không có việc đưa phong bì cho cán bộ đăng kiểm. Ông Linh nhận trách nhiệm. Chuyển sang tin tức quốc tế, Nga phản ứng gì khi các quan chức Ukraine đe dọa nhắm vào Tổng thống Putin? Điện Kremlin chỉ trích việc một quan chức Ukraine dọa nhắm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời khẳng định nhà lãnh đạo Nga luôn được đảm bảo an toàn. Hãy tin tôi, các cơ quan an ninh của chúng tôi biết rõ công việc của họ và những gì họ đang làm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời câu hỏi liệu Nga tăng cường an ninh cho Tổng thống Putin như thế nào trước các mối đe dọa. Bình luận được đưa ra sau khi phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadim Skipisky nói với báo Die Welt của Đức ngày 24 tháng 5 rằng Tổng thống Putin là một trong những mục tiêu nhắm đến của cơ quan này. Ông Skipisky cho hay Tổng thống Putin có lẽ cũng nhận thấy rằng họ đang ngày càng tiến lại gần hơn. Tuy nhiên, quan chức tình báo Ukraine cũng thừa nhận đến nay các đặc vụ của Ukraine vẫn chưa thể tiếp cận nhà lãnh đạo Nga. Ông Skibisky nói, ngoài ông Putin, Kiev cũng nhắm đến các lãnh đạo cấp cao khác của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng những bình luận của ông Skibisky cho thấy chiến dịch quân sự của Nga trở nên hợp lý, cần thiết và phải đạt được mọi mục tiêu đề ra. Hồi đầu tháng, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích bằng hai máy bay không người lái UAV vào Điện Kremlin nhằm ám sát Tổng thống Putin. Kiev đã lên tiếng bác bỏ.
New York Times hôm 24 tháng 5 dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ, các cơ quan tình báo của nước này nghi ngờ vụ tập kích Điện Kremlin được thực hiện bởi đơn vị tình báo hoặc lực lượng đặc biệt của Ukraine. Tuy vậy, tình báo Mỹ chưa thể xác định cụ thể đơn vị Ukraine nào đứng sau vụ việc. Họ cũng cho rằng khả năng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao trong chính quyền Kiev biết trước về vụ tập kích này là rất thấp. Phản ứng về thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nói, rốt cuộc đơn vị nào của Ukraine đã thực hiện vụ tập kích UAV vào Điện Kremlin không có gì khác biệt. Chúng tôi biết rằng chính quyền Kiev đứng đằng sau vụ việc đó. Chúng tôi biết điều đó và đang thực hiện công việc của mình dựa trên điều này. Trong khi đó, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak khẳng định Kiev không liên quan đến cuộc tấn công vô nghĩa đó. Về phía Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden nhiều lần nhấn mạnh Washington không ủng hộ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bởi điều này sẽ khiến xung đột leo thang khó lường. Một lần nữa, chúng tôi đã nói rõ với Ukraine rằng chúng tôi không khuyến khích cũng như không hỗ trợ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi chắc chắn không muốn bất kỳ thiết bị nào do Mỹ sản xuất được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ. Ông cho biết thêm, chúng tôi đã nhận được cam kết từ Ukraine rằng họ sẽ tôn trọng quan điểm đó. Chúng tôi chỉ muốn họ có khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, không muốn xung đột vượt qua ngoài biên giới Ukraine. Tin tức cuối cùng, Thủy Tiên đáp trả gay gắt khi liên tiếp bị chỉ trích chuyện từ thiện. Bị chỉ trích chuyện từ thiện cách đây 3 năm, ca sĩ Thủy Tiên đáp trả gay gắt. Nếu mình sai thì trời, Phật không để yên cho mình đâu. Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ, cái nón lá kỷ niệm của tôi đi miền Tây hạn mặn, miền Trung cứu trợ, nhờ có nó che chở cho tôi lúc nắng bạt mặt, mưa bạt nhiều năm rồi vẫn giữ như báu vật. Nhờ bà làm tóc cầm dùng để vô chụp ảnh, mà nghĩ sao bà làm tóc, bà nói. Ủa, em tưởng chị lụm nón của mấy cô cắt cây trong resort nên em quăng dưới, có ai lấy mất tiêu rồi. Chia sẻ của Thủy Tiên ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngoài những ý kiến chia sẻ, cũng không ít ý kiến mỉa mai, thậm chí chỉ trích Thủy Tiên về việc từ thiện của 3 năm trước. Trong đó, có ý kiến rằng, đi nắng, đọc hết bộ kinh Địa Tạng là hết nắng cô Tiên. Ngay lập tức, Thủy Tiên đã bình luận đáp trả, việc của mình nếu mình sai thì trời Phật không để yên cho mình đâu. Còn các bạn, và mình không quen biết nhau, bạn tin mình hay không, mình không quan trọng, nhưng không nên dùng tên kinh điển đi mỉa mai đùa cợt, cho tổn phước sức họa như thế. Trước đó, nữ ca sĩ Thủy Tiên vướng phải loạt ồn ào khi đi cứu trợ từ thiện. Dù đã sao kê chi tiết và rõ ràng, nhưng đến tận thời điểm hiện tại, cộng đồng mạng vẫn còn tranh cãi về việc làm từ thiện của nữ ca sĩ. Cách đây không lâu, chủ nhân ca khúc Giấc mơ tuyết trắng đã lên tiếng giải thích việc đếm 6 tờ 500.000 đồng thành 5 triệu đồng. Cô khẳng định bản thân bị oan do những đoạn clip được chỉnh sửa khiến người khác cho rằng cô ăn chặn tiền từ thiện. Thủy Tiên cũng bức xúc khi cho rằng dù đã livestream rõ ràng, tuy nhiên nhiều người cố tình cắt ghép và bỏ đi đoạn sau để lan truyền sai sự thật. Điều này khiến cô bị chỉ trích ăn chặn tiền. Tiên biết là giờ có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ai không tin thì họ cứ không tin. Nhưng Tiên nghĩ rằng những người đang theo dõi Tiên họ sẽ nhẹ lòng hơn khi nghe được sự thật câu chuyện được chia sẻ từ phía Tiên, nữ ca sĩ phân trần. Sau thời gian im ắng vì ồn ào từ thiện, Thủy Tiên đang dần trở lại hoạt động nghệ thuật và tham gia các sự kiện giải trí. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!